Xin chào các anh nhé. Trước khi chi tiết giới thiệu với các anh con âm ly Rega Brio của anh, thì em mời các anh nghe thử một đoạn đã nhé. Test với lại con CD Philips 820, phải nói là cái chất âm ra rất ấn tượng, đủ độ dày nhưng mà tiếng vẫn rất là lộng và trung âm rõ nét. Mời các anh nghe thử trước khi em chi tiết nhé. Em vừa test một đoạn ngắn cho các anh nghe thử về con âm ly của anh nòi các anh nhé. Thương hiệu Rega là thương hiệu rất lớn với những cái sản phẩm cao cấp các anh ạ. Em này về thì còn nguyên hộp. Phải nói rằng là không hiểu các bác Tây bác ấy chơi thế nào mà con âm ly còn mới quá. Nó là mới nhất trong những con mà em đã từng mua. Màu bạc rất là đẹp các anh ạ. Thiết kế vô cùng high-end. Với cái vỏ kim loại rất nặng các anh nhá. Cái vỏ kim loại này tháo ra rất là nặng. Thiết kế cong đẹp, rất là thẩm mỹ. Ở những cái âm con âm ly đời cao thì họ đã bỏ cái phần bát cháp đi rồi để âm thanh ra trung thực nhất có thể. Như các anh đã thấy, mặc dù không cần phải chỉnh bát cháp hay gì cả nhưng mà các giải ra rất là rõ nét. Tiếng rộng, sạch sẽ, không giải nào bị chồng lấn vào giải nào. Rất là đáng chơi và đáng nghe. Có thiết kế gồm một cái nút nguồn bật tắt này. Các cái ngõ tín hiệu vào như là tape này, line 1 này, tuner CD hay là phono cho đường đĩa than các anh nhá. Và nút chỉnh volume to nhỏ tín hiệu. Em này điện 220V, dây nguồn cắm rời. Một em âm ly chơi hay, công suất tầm khoảng 50W một kênh là 8 ohm. Cộng với công suất này đủ để đánh được rất nhiều những cái đôi loa có trên thị trường rồi. Các anh có thể nhìn là con âm ly rất đẹp. Còn các anh muốn xem thêm ảnh, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ nhé. Đây là một con âm ly rất hiếm, Rega Brio 2000. Đời này thì các bác Tây nhận xét là hay đến từng watt các anh ạ. Phải nói là âm thanh ra đáng giá từng xu. Em quay cho các anh nhìn phía đằng sau. Đó. Rega Brio. Điện là 220V nhé. Đây là phần cọc loa. Em đang cắm rắc bắp chuối. Các cái ngõ tín hiệu vào.
và phần tiếp mát để cho phono. Em đang cắm đường line 1 các anh ạ. Con âm ly có giá thành rất hợp lý các anh nhá. Full box. Âm ly rất là đẹp. Giá giao lưu với các anh với cái giá là 10,5 triệu. Cái giá này là mức giá từ trước đến nay rồi, kể cả có hộp hay không hộp thì vẫn giá vậy. Mặt bạc rất đẹp, phải nói là đẹp, không tì vết, có đúng một cái vết nhỏ. Em nghĩ đây như kiểu là cái vết bút bi ấy. Thế nhưng mà phải nhìn dí mắt vào mới thấy các anh ạ. Nói chung rằng là một con âm ly hàng đã qua sử dụng mà như thế này là rất là ok rồi, rất là đẹp rồi. Không mấy khi có đâu, không mấy khi có hàng đẹp như thế này đâu. Bỏ sân này. Đó, xin cảm ơn các anh đã quan tâm nhé. Em test cả nhạc Việt, cả nhạc Tây cho các anh nghe thử. Sau đó là sẽ xin phép được dừng clip. Còn anh nào muốn chơi, muốn sở hữu một em âm ly Anh, Rega, hàng chuẩn chỉ và giá thành hợp ví, đánh được rất nhiều loa ở trên thị trường, hầu hết các cái loa châu Âu hay loa cây cột Buxell nói chung hay kể cả loa cổ đều đáp ứng rất là tốt. Em vừa test với lại cái đôi loa Avalon rồi em DIY 3 đường tiếng cấu hình của loa Đức và bát 25 để cho các anh dễ hình dung được cái chất âm nó ra như thế nào. Xin cảm ơn nhé. Test là một chút cái nhạc Tây cho các anh nghe thử. Đầu đọc rất là khỏe. Đĩa này nhạc không lời thì phải. Thì như vậy nên bỏ đĩa khác rồi. I don't hurt anymore. All of my teardrops are dry. No more walking the floor.